Gần một tháng nay, giá mít Thái Xô tại vườn ở tỉnh Bến Tre rơi thẳng từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng một ký, xuống còn khoảng 2.000 đồng đến 4.000 đồng một ký, khiến nhiều nhà vườn chán nản. Một số nhà vườn chọn cắt bỏ trái để dưỡng cây, có người bấm bụng bán nhưng cũng có người cắt cho cá ăn hoặc để chín xẻ ra bán lẻ. Tương tự tại tỉnh Tiền Giang, giá mít cũng rớt xuống rất thấp. Với mít loại nhất, trái to và đẹp, giá từ 10.000 đến 13.000 đồng một ký. Nếu mua xô thì chỉ 2.000 đồng đến 4.000 đồng một ký. Những năm qua, nhiều nhà vườn tại hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã chuyển từ đất lúa sang trồng các loại cây ăn trái như mít, sầu riêng. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, hiện địa phương này có gần 15.000 hectare mít Thái chuyên canh, sản lượng thu hoạch mỗi năm ước hơn 300.000 tấn.